khuyên can thính giả, siêu âm tướng pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật màu. Siêu âm tướng pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh của cuộc đời mình, Mộng Lan xin mời quý vị đến với Am Đại Hữu, tòa lạc tại 1605 North Euclid Street, gần đường Westminster, cùng dãy với nhà hàng Đỉnh Thiên thuộc thành phố Santa Ana, California. Xin gọi để lấy hẹn với chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt ở số 714-909-4322, 714-909-4322. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình siêu âm tướng pháp với chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio và Mộng Lan. Ngày hôm nay thì Mộng Lan vinh dự được ngồi đằng sau cái bàn mà ngày đầu tiên Mộng Lan đến gặp thầy đó, thì Mộng Lan ngồi bên kia, còn thầy thì ngồi bên này để mà xem cho Mộng Lan một lá số tử vi trọn đời. Và từ đó thì với cái biệt tài của thầy, Mộng Lan rất là kính nể, vì vậy cho nên Mộng Lan đã nhận thầy làm sư phụ của Mộng Lan. Ngày hôm nay thì Mộng Lan được ngồi đằng sau đây, cái bàn này, cái cảm giác nó rất là lạ thưa thầy. Dạ, xin chào cô Mộng Lan, kính chào tất cả quý cụ ông bà, anh chị em thân thương đang đón nghe và xem. Thật ra mà nói, cái am này nó rất là nhỏ. Tại sao mà tôi lấy cái tên đó là Đại Hữu? Thật ra ở trong dịch lý đó cô, cái gì mà nhỏ nhất là cái đó lớn nhất. Đó, mà hai cái tiếng Đại Hữu không phải tôi tham vọng đâu. Coi như đại là lớn nhất trong những cái lớn, hữu là sự giàu có, lớn nhất trong những sự cái giàu có. Chính vì vậy, tôi xin phép thầy tổ rồi là tôi mới dám lấy cái tên đó là Đại Hữu. Nhưng hôm nay cô Mộng Lan kêu bằng là thích nói về vấn đề là coi như là cái môn gì đây. Dạ, thưa ngày hôm nay thì Mộng Lan muốn thầy nói về cái môn mà phong thủy, địa lý đó thưa thầy. Thì Mộng Lan mới học được của thầy đó là những căn nhà hoặc là cơ sở thương mại mà nằm ở trong cái vùng đất cát, chứ không phải là cái vùng cái gì đó, Mộng Lan quên mất cái chữ rồi, nhưng mà cái vùng đó thì tốt hơn. Còn cái vùng mà đất sét á, tức là đất mà nó rắn á, thì cái vùng đó nó không có được hanh thông cho lắm. Cũng giống như mình trồng cây mà cái đất mà nó xốp á, thì mình trồng cây nó dễ lên. Còn nếu mà đất đá thì mình phải đập, mình phải phá tan nó ra, thì cái đó mình cũng có thể hiểu được, có phải không thưa thầy? Thật ra tôi nói cho cô Mộng Lan biết á, về vấn đề phạm vi mà nói tới đất á, ở trong đất á, nó có nhiều vùng đất lắm. Nhưng mà hãy mà cái vùng đất nào mà nó có màu, vùng đất đỏ, vùng đất sét vàng, vùng đất sét đỏ, thì tất cả các cái vùng đất đó gọi là đất hà ly. Dạ, đất hà ly. Cái đất đó, nếu nó nằm ở dưới đáy biển cũng có, nó ghe mình á, là thả cái neo xuống nó khó mà ăn lắm. Mà khi nó ăn rồi là nhổ, là cơ bằng nhổ không có lên. Đó, cho nên á, những cái vùng đất đó thật ra nó xấu vô cùng. Nhà mà ở những cái vùng đất đỏ này kia nọ, thật ra bắt đầu là ở lâu dài không có tốt cô, mà ở vùng đất cát thì nó rất là tốt vô cùng. Đó là như vậy. Tuy nhiên chẳng hạn như là căn nhà hay là cơ sở thương mại mà đã nằm ở trong cái khu đất đó, thầy vẫn có thể giúp để mà sửa được phong thủy. Nhưng mà cái mà Mộng Lan muốn nhắc đến cái vấn đề phong thủy đó, quý vị có tưởng tượng không, là phong thủy không phải là chỉ dời đổi đồ đạc, mà ngay cả cái số nhà của quý vị nó cũng là một cái số hên hay là số xui nữa. Thì khi mà chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio đến nhà Mộng Lan đó, thì thấy cái số nhà Mộng Lan đó, thì thầy nói là cái số nhà rất là hên, và cái nhà Mộng Lan nằm ở trong cái thế nó gọi là thiên la, tức là cái thế mà lồi thay vì địa võng là thấp, phải không thầy? Thì thầy nói là cái lô đất nó rất là tốt, nhưng những cái đồ đạc mà kê trong nhà đó thì là Mộng Lan phải chỉnh đốn lại, là tại vì nó không có đem lại cái sự may mắn và nó đem lại cái sự xui xẻo, cũng như là vợ chồng cách ly mỗi người một nơi, phải không ạ? Dạ thưa đúng, là bởi vì sao? Cái nhà của cô đó vừa mở cửa nhà ra là nhìn trổ ra cái cửa. Tại vì cái nhà đó là phương Nam, mà cái cửa sổ là nó nằm ở phương Bắc. Cho nên là mở ra thủy hỏa là bất tương xạ. Cũng may là coi như là nhờ có cái tủ để cản lại đó, chứ nếu không nhờ có cái tủ là văng lên hết rồi đó. Nhưng mà đất thì rất là tốt, bởi vì nó nằm ở mảnh đất thiên la. Cho nên thiên la là dùng đất cao,
Cho nên ở trong tất cả quy một khu nhà đó, nhà của cô là tốt nhất đó cô. Dạ. Tuy nhiên khi mà thầy bước vô trong căn nhà thì Mộng Lan lại thích ánh sáng thưa thầy. Thành ra tất cả những cái cửa sổ Mộng Lan đều mở ra và ánh sáng nghĩa là nó tràn vào trong nhà, tràn ngập. Nhưng mà thầy nói rằng cái ánh sáng nhiều nó không tốt cho Mộng Lan phải không thầy? Thưa cô rất là đúng, là bởi vì tuổi cô thuộc dương, mà trong nhà mà bắt đầu cái dương khí nhiều quá cho nên là nó cũng không có tốt. Yeah. Đó, âm nhiều quá cũng không tốt mà dương nhiều quá cũng không tốt, cho nên mình phải làm sao cho nó có cái sự ba lăng đó, thì cái trường khí đó nó mới là tốt đẹp, nó là như vậy. Thưa thầy, là một chim tinh gia địa lý gia mà thầy xem phong thủy rất là hay, thì chính bản thân thầy có sửa phong thủy cho cái nơi thầy ở cũng như là văn phòng của thầy làm việc không thưa thầy? Dạ thưa cô, kêu bằng mình làm thầy là mình phải sửa cho chính mình trước. Mình muốn coi bói cho người ta, mình muốn xem luận đoán cho người ta, mình phải xem cho mình chừng nào mình giàu, chừng nào mình khá, chừng nào mình ngon lành, lúc đó mình mới ra mình dỗ ngực xưng tên. Còn nếu mà mình xem cho mình chưa có xong, mình chưa có làm được cho mình hết một cái gì á, thì đừng có xem cho ai cả. Kể cả tất cả về vấn đề ngành bùa chú cũng vậy, mình làm cho mình mà không xong thì mình đừng có làm cho ai cả. Đó là như vậy. Thì Mộng Lan cũng xin thưa với quý khán thính giả là Mộng Lan may mắn được làm đệ tử của chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio, cho nên là những cái đồ, ngay cả những cái gì Mộng Lan đeo ở trên người đó, thầy cũng cho Mộng Lan một cái phép. Thành ra những cái gì mà may mắn nó đến với Mộng Lan, Mộng Lan cũng rất là biết ơn thầy. Thì nếu mà quý khán giả cần đến một chim tinh gia địa lý gia mà rất giỏi về phong thủy, xin quý vị gọi số 714-909-4322, 714-909-4322. Bây giờ để mời thầy nghe điện thoại trước. Thưa quý khán thính giả, siêu âm tướng pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật màu. Siêu âm tướng pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh của cuộc đời mình, Mộng Lan xin mời quý vị đến với Am Đại Hữu, tòa lạc tại 1605 North Euclid Street, gần đường Westminster, cùng dãy với nhà hàng Đỉnh Thiên thuộc thành phố Santa Ana, California. Xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt ở số 714-909-4322, 714-909-4322. Kính thưa quý khán thính giả, trở lại với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn coi một lá số tử vi trọn đời, hoặc là quý vị muốn coi bói bài bát quái cửu cung, hoặc là quý vị muốn xem tướng pháp, hoặc là chỉ tay, hay là bốc dịch. Bốc dịch đó là những người nào mà có những cái câu hỏi thắc mắc về một cái chuyện nào đó nên hay là không nên làm, thì cái bốc dịch là sẽ sủ cái quẻ này, có phải không thưa thầy? Dạ đúng rồi. Nếu mà nói đến xem tương lai ở cái đường dài á, là số tử vi là chuẩn nhất. Còn cái bốc dịch á, là cái sự mà cái thời gian gần nhất là phải nên hỏi ý kiến về vấn đề phạm vi bốc dịch. Tại vì trong cái quẻ bốc dịch đó, ví dụ như ngày mai tôi ra tòa thắng không, hay là hoặc là cái chuyện nó khẩn cấp tôi cần là nó là như vậy là bốc ra một cái quẻ tốt xấu là nên hay không, là bốc ra dịch là nó là linh thiêng vô cùng. Bởi vì nó là quỷ thần đó cô. Quỷ là quỷ khí đó, thần là cái thần sắc của người ta như thế nào, cho nên người ta bốc vô nó rất là linh thiêng vô cùng. Đó là như vậy. Nhưng mà những ba cái đồng tiền này, chẳng hạn khi mà Mộng Lan gieo xuống đó, thì thầy sẽ thấy là ba đồng tiền sắp ngửa như thế nào? Có nhiều khi Mộng Lan thấy mặc dù là bốc dịch thôi đó, là gieo cái quẻ xuống thôi đó, mà Mộng Lan thấy thầy bỏ ra vào khoảng nửa tiếng đồng hồ với cái người khách đó, là tại vì nó có nhiều những cái chuyện xảy ra trong này, chứ không phải là chỉ có cái câu hỏi là nên hay không nên, phải không thầy? Khi bốc ra một quẻ, có những người bốc ra cái nó bị ám động, nó không động hào nào hết. Đó. Rồi khi cái người bốc ra cái nó động một hào. Đó là cái quẻ chánh nó là một. Rồi cái tới là cái hổ quái của nó là một quẻ nữa là hai. Rồi cái nó động một hào là mình biến ra một quẻ nữa nó là ba. Mà trong sáu hào đó mà nó loạn động là coi như là nó biến ra nữa. Thì mình phải giải ra hết tất cả mọi sự.
Đó, cho nên nó có cái sự là lâu hơn là như vậy đó. Còn riêng với lại cái bói bài bát quái cửu cung đó, thì xin thưa rằng đó là quý vị nào mà đến xem thì nó cũng trong một cái thời gian ngắn, nhưng mà khi mà làm cái bói bài bát quái cửu cung đó thưa thầy, thì dĩ nhiên là khi mà cái người mà xào bài đó là cái trái tim, cái nhịp đập tim của họ nó cũng vào trong cái cổ bài. Đúng. Và thầy nhìn thầy biết được là cái cổ bài nào tốt, cổ bài nào xấu, phải không ạ? Trước hết là mình phải hỏi người ta cái tuổi của người ta là cái tuổi gì. Đó, rồi xong đâu đó đàng hoàng rồi á là người ta mới khấn nguyện lên đâu đó hết đàng hoàng. Đó, rồi là người ta mới mình mới chia ra cho người ta. Đó, ví dụ ha. Đánh một cái ví dụ đi, khi á là coi như á bài bát quái cửu cung, khi người ta á thành tâm đâu đó đàng hoàng rồi, ví dụ như phái nữ đi thì tay phải kinh ra như vậy. Rồi bây giờ trong hai bên coi như là trong hai bên này nè, thích cái lá nào, lựa cái lá nào mà cảm thấy cảm tình nhất, có quyền lá cao lá thấp lá gì đó, rồi cái chọn ra, nhưng mà đừng có lật lên, chọn ra cái để riêng nó như vậy. Rồi khi á bài mình á mình xếp ra. Nếu mà nói về bói bài bát quái cửu cung đó thì những quý vị ở xa xem ở trên hệ thống YouTube, cũng như là quý vị nào mà ở những cái nơi khác, những quốc gia khác đó, thì đâu có xem bói bài bát quái cửu cung được, phải không thầy? Xem bốc dịch. Dạ. Dạ, xem bốc dịch. Ví dụ như người ta sủ cái đồng tiền quẻ không có được. Thì là mình ở bên đây mình bốc dịch, mình lấy từ con 0 cho đến 9. Rồi bắt đầu là mình kêu người ta lựa cái con số nào người ta thích nhất, rồi mình lập quẻ cho người ta. Đó, nó là như vậy. Rồi lúc đó là mình mới cộng lại, mình giải thì nó rất là đúng đó cô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, cái đây là cái tụ mà bản mệnh của mình, số mệnh của mình. Cái đó là thuộc về, đó là cái bổn mệnh của mình. Thì cô biết á, gọi rằng là bát quái. Bát quái á, là coi như là nó là 8 cửa. Đó, nhưng mà cửu cung, cửu cung á, nó là cái cung ở chính giữa, nó biểu tượng của âm dương. Đó. Cho nên chính vì những lẽ đó, trong cái khoa này á, mình muốn hỏi bất cứ cái gì, nó có trong hai công thức. Công thức thứ nhất á, là mình nên nói ra, mình nên nói ra trong cái mưu cầu của mình. Ví dụ như tôi muốn cầu tài, tôi muốn cầu tình, tôi muốn cầu cái gì đó. Khi mình đã chọn vô rồi thì mình nên nói ra. Để làm gì? Nói ra để cho ông thầy ông biết rồi ông đón hả? Không phải. Coi như là bởi vì cái tâm của mình lúc đó là mình chọn. Khi mình chọn vô xong rồi mình nói ra thì cái hạt siêu nguyên tử trong tâm của mình á, nó mới trưởng lên, thì nó ứng, nó mới mau lẹ. Khi mà thầy nói ra đó, quý khán thính giả biết không, là chẳng hạn như Mộc Lan nói bây giờ Mộc Lan chọn cái tụ này là tình yêu và gia đình chẳng hạn, như nãy giờ là Mộc Lan không có bốc cái này, là chỉ là ví dụ thôi. Thành ra chẳng hạn như tình yêu gia đình đó, thì nếu mà thầy dở ra như vậy, ô chà, có cái con đầm cơ này là không tốt rồi. Coi như là đây á, là con đầm cơ này á, là biểu tượng á, là người đàn bà á, phải nói rằng á, là coi như là trong cái khoa bài á, người ta không biết, người ta tưởng con đầm cơ là cái con tốt tình nhất. Yêu người ta tưởng tình yêu tốt nhất, thật ra con đầm cơ là cái con mà phải nói rằng á, là giết người á, coi như là không gươm không dao. Giết người bằng sự khôn ngoan, nó rất là mưu sĩ hiểm độc vô cùng. Đó là con đầm cơ đó. Thì trong tình yêu của cô tốt nè, coi như là luôn luôn á, tiền bạc tình yêu rất là tốt, nhưng mà nhiều phái nữ sẽ ganh tị vào cô nè. Dù là cô dở đó một cái sự kêu bằng đó là cô dở đại, nhưng mà trái trở lại phái nữ rất là ganh tị với cô rất là nhiều nè. Đó, còn tình yêu á, kêu bằng ở người lớn tuổi á, thì bắt đầu á, cũng để ý và quý cô, dù đó là lớn tuổi nhưng cũng muốn gọi cô á, là kêu bằng á, là cô em. Đó, còn người trẻ tuổi hơn á, muốn gọi chị, nhưng mà trong lòng á, lại là kêu bằng á, là nó có tình ý. Đó, và những người này xót ruột kêu bằng là tin tức trong đợi kêu bằng nhắm vào cô nè. Còn phái nữ phần đông là ghen và ganh tị với cô rất là nhiều nè. Cái chuyện đó đáng buồn đó. Quá. Và đó chỉ là một cái ví dụ mà sơ khởi thôi thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà muốn đến với lại Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt, thầy cho quý khán giả xem cái bài Mộc Lan vừa mới rút. Đây. Dạ. Rồi bắt đầu cái mình mới cộng lại. Cộng lại bắt đầu là 39. Thì cái quẻ này á, là cô bóc ra nó tốt cho cô luôn, cho đến là 39 tháng. Mà tuổi của cô á, là cái tuổi á, tôi đã biết rồi, nói ra nó mất hay. Thì á, là cô á, là nằm ở một cái thế kêu bằng á, là hãy quả đến là quả đi. Đó. Mà cái quẻ này á, là coi như á, là 3 mà cộng 9 thì nó là đại hữu. Đại hữu là sự giàu có. Kêu bằng á, là phải nói rằng sắp tới đây cô sẽ được á, làm ăn lớn cho cái gì đó nghe. Cảm ơn thầy.
cô sẽ làm chủ cho một cái gì đó khuyết trương lên, đó là thật sự mà là nam nhân nó giúp cô đó, nữ giới thì là ganh tị. Đó, cảm ơn thầy. Và số điện thoại để quý vị gọi làm hẹn với chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sovagio là 714-909-4322, 714-909-4322. Thưa quý khán thính giả, siêu âm tướng pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật màu. Siêu âm tướng pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh của cuộc đời mình, Mộng Lan xin mời quý vị đến với Am Đại Hữu, tòa lạc tại 1605 North Euclid Street, gần đường Westminster, cùng dãy với nhà hàng Đỉnh Thiên thuộc thành phố Santa Ana, California. Xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt ở số 714-909-4322, 714-909-4322. Kính thưa quý khán thính giả, một số quý vị đến với lại chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sovagio có những cái tâm trạng rất là đau buồn, nhưng mà khi mà thầy bốc cho quý vị một lá số tử vi trọn đời, và cái lá số tử vi trọn đời của quý vị đó là theo cái sao di động, sao lưu động chứ không phải là sao cố định thưa quý vị. Vì vậy cho nên đó, một số quý vị thấy là những cái gì mà thầy đoán trong tương lai quý vị nó xảy ra y hệt như vậy. Vì vậy cho nên Mộng Lan mong là quý khán giả nào mà có ngày sanh, tháng đẻ, năm sanh thì quý vị có thể đến với chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt để thầy bốc cho quý vị một lá số tử vi. Số điện thoại để quý vị gọi làm hẹn là 714-909-4322, 714-909-4322. Thưa thầy, khi mà nói về cái vấn đề mà bùa phép này kia đó, thì Mộng Lan có nghe thầy nói rằng đó là có nhiều khi đó mình thấy được những cái, nhất là thầy đó, thầy thấy được những cái gì mà người thường mắt thịt như Mộng Lan không thấy, phải không thầy? Thì chẳng hạn như một người đến với thầy mà bị bùa chú hoặc là bị ám hay là bị ếm đó, thì thầy cũng đều thấy được. Và tùy theo cái bùa chú đó nó đến từ đâu, thầy có thể gỡ được dùm. Nhưng mà trở lại với lại cái vấn đề bùa chú, khi mà chơi bùa chú như vậy đó, nó rất là có hại. Tại vì Mộng Lan nghe nói là nếu mà chúng ta chơi bùa chú mà chúng ta không có đi mà gọi là renew nó lại đó thầy, thầy phục nó lại đó, thì là nó có thể vật lại chúng ta. Cái điều này đúng không thầy? Thưa cô, cái đó rất là đúng. Nhưng mà có nhiều người nói á, họ không có nói cạn nguồn. Đó, cái đúng nó là như thế nào mà cái sai nó là như thế nào. Bùa nó chỉ có hai mặt, một là hại người ta, hai là giúp người ta. Đó, nhưng mà hãy cái gì mà hại á, thì cái đó là không có tốt. Còn cái gì mà mình cứu người ta á, là cái đó là luôn luôn nó là tốt. Nó là như vậy. Thì ở trong cái bùa phép á, riêng cái giới ông thầy đó thì khác, còn cái người họ thỉnh thì khác. Nói chung á, mình thỉnh bùa mà mình thành tâm, mình làm ăn thì thần phù, thần bùa luôn luôn giúp. Còn mình thỉnh mà mình nghi kỵ đó, nó giật còn tan nhà nát cửa nữa. Đâu ai kêu mình thỉnh đâu. Mà hãy mình thỉnh mà bắt đầu cái là mình tự mình chiến đấu với chính mình, tự mình không tin với chính mình, cho nên đó là không có cái gì tốt hết. Đó là như vậy. Nhưng mà khi mà chẳng hạn như là một người mà họ đau khổ vì tình duyên, thì thầy thấy là cái nợ của họ vẫn còn với cái người kia đó, thì không cần phải thỉnh bùa chú gì thì cái người kia cũng trở về với họ. Còn khi mà nếu mà cái duyên đã tận rồi đó, thì họ có thỉnh đi chăng nữa thì cũng đâu có được, phải không thầy? Đúng rồi cô. Coi như cái số đã có cái duyên gặp gỡ mà không có cái nợ ở đời thì là có bùa phép gì rồi là kêu bằng là cầm nó lại, chỉ có thêm tai họa thôi. Nó là như vậy. Trong những cái chuyến đi mà đi xem phong thủy của thầy với Mộng Lan đó, thì khi mà bước vào một căn nhà đó, thì thầy biết được là căn nhà đó bị ếm hay là không bị ếm, hay là cái người chủ trong căn nhà cần phải làm cái gì để mà thay đổi cái phong thủy, để thứ nhất là gia đình hạnh phúc, thứ nhì nữa đó là nó tránh đi những cái sự xui xẻo chẳng hạn như bệnh tật hoặc là tử vong. Thì trong những cái cơ sở thương mại cũng vậy nữa thưa thầy. Thì thầy có thể cho quý khán giả biết, có một lần thầy nói về ngải đó, thì là chẳng hạn như là khi mà mình muốn xài ngải hay mình muốn trồng ngải, ai trồng đều cũng có thể được hết, nhưng mà mình phải bạo tay bạo chân, phải không thầy? Bạo gan thì là cái ngải nó mới không phật mình, phải không ạ? Ngải nó tùy loại ngải. Ngải có cái loại ngải để chữa bệnh, chữa ung thư, chữa bệnh đau trật trẹo, chữa đủ thứ hết á. Rồi có một cái loại ngải là ăn thịt người. Đó, cái loại ngải ăn thịt người phần đông á, cái loại ngải đó là các
thầy mà kêu bằng là cái giả tâm, mà phải nói là tôi phải nói là dùng một cái tiếng là giả tâm khốn nạn á, đó nó mới là thấm với lại tất cả các vị thầy đó, thì coi như là lấy cái đó ra để mà bịp người ta đó. Tại cái loại ngải đó là cái loại ngải ăn thịt sống đó, mình muốn nuôi nó thì mình phải ăn nó, mình ăn nó trong cơ thể của mình đã có nó vô trong cơ thể của mình rồi, thì là coi như là nó không có ăn con cháu của mình á, mình cũng cho ăn luôn, cho nên nó hòa với nó, đó là bạn, cho nên nó là không có bị nó hại. Còn thấy ai mà lạ tới đứng cái bị trúng gió, đứng cái là về cái bắt đầu bị nghề ngặt. Rồi có gì đâu, khi trị thì bắt đầu ngắt cái lá ngải đó, bắt đầu là giả ra hòa nước cho người ta uống là nó sẽ hết, cho nó hòa tự lại là nó hết thôi. Nhưng mà cái cây ngải đó từ đâu mà ra thầy? Nó là cây rừng, nó là cái thiên nhiên. Mình bất cứ cái cây rừng nào cũng đều có thể làm thành ngải hả thầy, miễn là mình trì chú vào trong đó phải không ạ? Đúng, bất cứ cái cây đó nó là một cái cây thuốc đó, nó là một cái cây thuốc, cái tính dược của nó rất là cao, cho nên là mình biết cái tính dược của nó rồi mình sử dụng. Đó là như vậy. Bây giờ giả sử một cái chuyện này Mậu Lan muốn, nếu mà thầy cho phép, Mậu Lan xin phép được nói về cái chuyện cái nanh heo mà thầy đang đeo đây. Thì cái nanh heo này đó thì thầy mua ở bên Hawaii, thì khi mà mua xong rồi đó thì là họ cột theo cái cách của họ, như hồi đó mà thầy đeo đó thì là nó giống như là cái chữ hình mà hình bình hành á, cái hình bình hành á, nhưng mà sau thầy dở ra thầy trì chú vào trong đó, thầy trì chú làm sao mà đến nỗi mà cái nanh heo nó bị nứt luôn, phải không thầy? Coi như là khi mình mở ra đâu đó đàng hoàng rồi á, cái mình xin cái lực của mình vô, nanh heo đó nó nổ luôn, nó nổ chát chát hai cái, bắt đầu là coi như là nó nổ tét nanh luôn á. Bây giờ cái nanh heo của thầy nó bị tét một đường như vậy đó, thì thầy nói là thầy vẫn có thể sửa lại được phải không thầy? Đúng rồi, khi mà bắt đầu á là mình cho nó ăn nước đâu đó đàng hoàng hết rồi là tự động bắt đầu nó hàn lại, nó siêu lại, là tự động nó kín thôi. Đó, rồi bắt đầu mình sên lại theo cái phương pháp của mình. Đó là như vậy. Tại sao thầy phải trì chú vào trong cái nanh heo đó? Nên nhớ á, nếu mình không biết á, ví dụ như á, là cái người đó họ tới họ thỉnh của cô đi. Họ không biết gì hết. Thì họ đem cái tâm tốt của cô về, bắt đầu họ làm ăn lên. Còn mình đã là thầy nhưng mình không có cái bảo bối. Mà mình thỉnh được bảo bối thì mình phải sên ở do nơi cái đạo đức của mình. Đó là như vậy. Nó giống như là một cái siêu, một cái làn trắng để mà trắng cho tất cả những cái gì mà không may hoặc là xui xẻo đến với thầy, có phải không thưa thầy? Đúng đó cô. Và đến đây thì Mậu Lan không có còn thời gian nữa, nhưng mà Mậu Lan mong là quý khán thính giả nào đang theo dõi chương trình mà quý vị cần biết cái số mệnh của quý vị, tại vì biết cũng hay lắm quý vị, chúng ta có thể phòng ngừa những cái điều xấu và chúng ta chờ đợi đón nhận những cái điều mới, cái sự mà chờ đợi lúc nào nó cũng vui hết. Hay là quý vị nào mà đau khổ về tình duyên gia đạo, quý vị cũng có thể đến với Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt với nhiều phương cách để mà quý vị có thể nhìn thấy được cái tương lai của quý vị. Dĩ nhiên là ngôn bất khả lộ, nhưng mà riêng với lại Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt, sau khi mà cho quý vị biết những cái chuyện xấu về tương lai của quý vị thì thầy cũng có cái cách để chỉ quý vị làm sao để mà hướng những cái chuyện xấu đó thành chuyện tốt. Số điện thoại của quý vị gọi làm hẹn để được Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt xem cho quý vị là 714-909-4322, 714-909-4322. Xin quý vị hẹn cùng ngày, quý vị đừng có hẹn trước lâu, là tại vì khi mà hẹn trước lâu quý vị lại quên, không có nhớ cái hẹn đó, thành ra thầy chỉ lấy những cái hẹn cùng ngày mà thôi. Quý vị gọi trước đó 2-3 tiếng đồng hồ trước khi quý vị đến được, 714-909-4322, 714-909-4322. Thưa quý khán thính giả, siêu âm tướng pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật màu. Siêu âm tướng pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh của cuộc đời mình, Mộng Lan xin mời quý vị đến với Am Đại Hữu, tòa lạc tại 1605 North Euclid Street, gần đường Westminster, cùng dãy với nhà hàng Đỉnh Thiên thuộc thành phố Santa Ana, California. Xin gọi để lấy hẹn với Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt ở số 714-909-4322, 714-909-4322.